Diễm xin chào cô chú, anh chị, các bạn và các em. Có một loại trái cây có mùi vị rất là đặc biệt, đó chính là sầu riêng. Sầu riêng á, mình ăn không đã ngon rồi, còn kết hợp với bánh thì như thế nào? Nhận được yêu cầu thì hôm nay Diễm chia sẻ công thức làm bánh kem sầu riêng. Bánh mềm xốp và vị béo thơm, ngon lắm luôn. Cách làm như thế nào thì bây giờ mình cùng vào bếp làm món bánh kem sầu riêng này với Diễm nha. Sầu riêng thì Diễm sử dụng loại đông đá nha, tại mua rất là tiện. Thì một hộp nó có hai cái gói như vậy. Mình sử dụng một gói thì làm được cho một cái công thức bánh hôm nay. Cái này Diễm cân là được 230g. Và mình nên để cho sầu riêng nó tan mềm ha. Rồi mình cho vào trong một cái nồi. Tiếp theo Diễm cho thêm 30g đường. Đường thì cũng tùy thuộc vào sầu riêng nó ngọt nhiều hay ít á. Diễm cho như vậy thì Diễm thấy vừa. Rồi mình cho vào máy mình xay ha. Mình sử dụng máy xay sinh tố hoặc là máy xay cầm tay như Diễm như vậy cũng được. Mình xay để cho sầu riêng nó nhuyễn, nó không có cái phần xơ đó. Để khi mình cho chung vào dưới kem tươi, mình đánh lên nó sẽ mịn ngon hơn. Đó, mình xay nhuyễn như vậy là được ha. Sầu riêng nó sẽ có một cái lượng nước trong đó. Vì vậy bây giờ mình bắt lên bếp và mình sẽ nấu cho cái lượng nước này nó bốc hơi bớt. Như vậy khi mà cho vào kem thì nó không làm chảy kem và cho vào bánh nó cũng ngon hơn. Mình bật bếp lên, mình để lửa trung bình nha. Và mình cứ khuấy đều tay khoảng từ 3 cho tới 5 phút quá. Cho tới khi mà mình thấy cái sầu riêng nó đặc lại tí xíu. Và giống như lúc mà mình đảo lên á, nó tróc khỏi cái đế nồi. Đó là như vậy. Thì mình nhắc khỏi bếp. Diễm đã thử với cách mình cho sầu riêng tươi trực tiếp vào bánh á, thì sẽ làm cho bánh nó bị xẹp và phần kem nó bị chảy nước. Sầu riêng đạt thì mình nhắc khỏi bếp. Mình tiếp tục mình khuấy thêm khoảng 30 giây ha. Sầu riêng lúc này nó khô đặc lại rất là thơm, giống như mứt luôn đó. Mình sẽ chia ra 100g ha. Mình cho ra một cái tô như vậy. Để tí xíu nữa mình sẽ đánh với lại kem tươi. Mình làm cái phần kem trang trí ở trên, vừa thơm béo ngon. Phần sầu riêng còn lại á, Diễm cân được 90g. Thì cái phần này mình sẽ cho vào trong cái cốt bánh. Để khi mà mình ăn á, trúng miếng sầu riêng hấp dẫn hơn. Bây giờ mình đi làm cái cốt bánh trước. Thì cốt bánh hôm nay Diễm làm là cốt bánh gato ha. Mình cần 5 cái trứng gà. Diễm cân luôn vỏ mỗi trứng là khoảng 60g. Mình sẽ cần thêm một muỗng cà phê giấm rượu hoặc là một muỗng cà phê nước cốt chanh đều được nha, để khử cái mùi tanh của trứng. Muối thì mình cần chút xíu à, 1/8 muỗng cà phê. Về bột thì mình sẽ sử dụng bột bánh hoặc bột mì số 8 hoặc là bột bánh bông lan. Bột thì Diễm dùng hiệu của Thái Lan, cái gói thì Diễm có quay trước đây rồi ha. Đường thì mình cần 90g đường bột, nếu mà không có đường bột thì mình sử dụng đường cát nghiền bình thường. Đây là sầu riêng hồi nãy mình chừa lại ha. Về khuôn thì Diễm sử dụng khuôn hình chữ nhật có kích thước là 22x28cm, còn nếu mà mình sử dụng khuôn tròn thì cái đường kính nó 18cm nha. Mình sẽ lót một cái tờ giấy nướng bánh vào trong khuôn. Trứng thì mình sẽ tách lòng đỏ và lòng trắng ra riêng. Dưới cái cách đánh tách lòng như vậy thì Diễm thấy mình dễ đánh bông hơn và cũng dễ thành công hơn. 5 cái lòng đỏ sau khi mình tách ra riêng rồi, mình để sang một bên. Bây giờ mình đi đánh bông cái lòng trắng trứng trước. Mình cho cái giấm rượu hoặc nước cốt chanh vào. Tiếp theo là muối. Và mình bật máy lên, mình để tốc độ trung bình ha. Máy Diễm có 5 số thì Diễm để số 2. Và mình lưu ý mình đánh theo một chiều thật là nhẹ nhàng nha. Thời gian thì khoảng 30 giây, tới khi mà mình thấy cái lòng trắng trứng nó bong lên như bọt xà phòng như vậy. Như vậy thì bắt đầu mình cho đường vào ha. Lượng đường thì mình cho từng muỗng một nha. Mình cũng bật máy lên ở cái tốc độ trung bình, Diễm để số 2. Và mình cho một muỗng đường, rồi mình đánh khoảng 10 giây. Rồi mình tiếp tục mình cho thêm, cho tới khi hết cái lượng đường là được. Từ lúc này mình cũng để máy ở cái tốc độ trung bình và mình đánh cho cái lòng trắng nó bông đặc lên. Thì với cách làm bánh gato này, lòng trắng mình không yêu cầu phải chính xác là chớp mềm hay là chớp cứng ha. Diễm thấy mình đánh nó vừa bông dẻo và khi mà mình kéo cái khay đánh trứng nó tạo thành những cái vân là được. Rồi lúc này mình sẽ cho từng cái lòng đỏ trứng gà vào và mình bật máy ở cái tốc độ thấp nhất nha. Diễm để máy số 1.
cho lòng đỏ vào thì mình đánh vài vòng rồi mình tiếp tục cho những cái lòng đỏ tiếp theo từng cái một. Mình cho tới khi hết nha. Cái đây là cái lòng đỏ thứ 5 nè. Rồi mình cũng đánh thêm khoảng 10 cho tới 15 giây nữa. Và bây giờ mình sẽ cho bột vào. Với cách làm này thì mình không cần phải dùng cái cây trộn bột mình trộn á, dùng cái máng trứng luôn rất là tiện. Bột mì thì mình chia ra làm 3 lần nha. Mình cho vào và mình cũng bật máy lên cái tốc độ thấp nhất, Diễm để số 1 và nhẹ nhàng. Mình đánh cho bột mì nó hòa đều vào trong hỗn hợp trứng. Cái này là Diễm giữ nguyên cái thời gian mà Diễm cho bột vào luôn. Tại thường Diễm nhận được nhiều cái câu hỏi là từ lúc bắt đầu cho bột hoặc là cho sữa và dầu vào thì cái hỗn hợp trứng nó bị loãng ra. Nguyên nhân nó bị loãng là tại vì trứng mình đánh chưa đạt thôi. Cái bọt khí nếu mà nó mềm quá đó thì khi mà mình cho chất khô hoặc là chất lỏng vào thì tất nhiên nó sẽ bị vỡ ra, làm cho cái hỗn hợp trứng nó bị loãng. Và làm bánh bông lan mình nên sử dụng bột có hàm lượng protein thấp thôi. Bột bánh nè, bột mì số 8. Trường hợp mình sử dụng bột mì đa dụng và mình pha thêm tinh bột bắp á, thì bánh nó rất là mềm, ngon, nhưng mà chắc chắn là nó sẽ bị thắt eo. Diễm làm không biết bao nhiêu lần rồi, Diễm cũng muốn thử cho dễ dàng đó. Nhưng mà Diễm thấy là chỉ có sử dụng bột bánh á, hoặc bột mì số 8 thì cái bánh nó mới nở tốt, nó không có bị xẹp. Lượng bột cuối cùng á, mình cho vào thì mình cũng đánh thiệt là đều ha, theo một chiều. Và thời gian tối đa cho cái lượng bột cuối cùng là 30 giây thôi. Mình đừng có nên đánh nhiều quá thì cái hỗn hợp bột nó cũng sẽ bị loãng nha. Mình thấy khi mình cho bột vào, cái hỗn hợp trứng của mình nó đặc. Như vậy là đạt nè. Rồi bây giờ Diễm cho thêm 25g sữa tươi vào. Sữa tươi mình nên lấy ra khỏi tủ lạnh cho nó ở nhiệt độ phòng ha. Dầu ăn thì mình cần 50g, Diễm dùng dầu hoa hướng dương. Và mình cũng bật máy lên, mình để cái tốc độ thấp nhất, mình đánh theo một chiều. Tối đa là 30 giây thôi ha, tại từ lúc cho chất lỏng vào, nếu mà mình đánh lâu quá thì hỗn hợp nó sẽ rất là loãng luôn. Quan trọng là mình đánh nhẹ tay, đều và một chiều. Khi mà mình thấy dầu và sữa nó đã hòa đều, mặc dù ở bên thành của cái thau nó vẫn còn một ít lượng dầu cũng không sao hết ha. Đó, Diễm đánh, Diễm để nguyên cái thời gian trong video luôn đó. Rồi bây giờ mình mới dùng cái cây phết bột đó, mình tém cái phần bột trên thành cái thau lại. Rồi mình trộn khoảng thêm 5-10 giây nữa. Đừng có trộn lâu nha, như vậy là được rồi. Rồi bây giờ mình sẽ đi làm nóng cái lò nướng. Lò nướng thì mình nên làm nóng trước khoảng 10 phút ha. Diễm bật lò lên, để hai lửa trên và dưới, không bật quạt, nhiệt độ là 150 độ C, 302 độ F. Khi mà lò nướng nó đã nóng đủ rồi thì mình mới cho bột vào trong khuôn nha. Cho vào thì mình cứ trải đều ra thôi. Khi mà bột đã đều rồi đó thì mình sẽ đập khuôn xuống cái mặt phẳng từ 3 cho tới 4 lần để những cái bọt khí to nó vỡ thì cái bánh nó sẽ mịn hơn. Rồi mình lấy sầu riêng hồi nãy mình chừa lại 90g đó, mình cho đều vào trong bánh. Nếu mà mình thích ăn sầu riêng nhiều hơn nữa thì mình cứ cho thêm, không sao hết ha. Quan trọng là mình trải cho nó đều ra, đừng có để cho nó đặc quá thì nó làm cái bánh nở không có được tốt. Rồi như vậy, mình cho vào trong lò nướng, mình nướng liền luôn ha. Diễm để bánh ở rãnh giữa của lò và mình sẽ nướng ở cái nhiệt độ 150 độ C. 302 độ F này trong khoảng thời gian từ 30 cho tới 35 phút. Mình đừng có nên nướng lâu quá thì sẽ làm cho cái bánh bị khô. Diễm nướng chính xác là 30 phút luôn đó. Và dưới cái công thức này mình không có nên làm bánh cupcake tại vì Diễm có nướng thử rồi. Cái khuôn nhỏ thì Diễm thấy cái bánh nó bị khô, không có ngon. Bánh này chín thì mình lấy ra khỏi lò liền, không cần phải đợi bánh ở trong lò. Và mình để ra cái rãnh như vậy cho bánh nó nguội. Rồi mình mới đi chia bánh và mình cho kem lên trên. Trong thời gian này thì mình đi đánh kem ha. Đây là 100g sầu riêng, Diễm đã để nguội. Diễm cho cái tô sầu riêng này vào trong tủ lạnh luôn nè, để mình đánh cho kem nó dễ bong á. Diễm cho thêm 200ml kem tươi, mình sử dụng whipping cream cũng được ha. Và mình cho thêm 20g đường bột. Nếu mà không có đường bột thì mình sử dụng đường cát thật là nhuyễn vẫn được.
rồi mình bật máy lên á, đầu tiên mình để tốc độ thấp thôi, mình đánh cho đường và sầu riêng kem nó hòa đều với nhau, rồi mình tăng cái tốc độ máy lên từ từ, mình đánh cho tới khi mình thấy nó bong đặc là được. Và dưới cái lượng kem này, Diễm để máy số 4 á, thì Diễm đánh khoảng cỡ 4 phút thì Diễm thấy đạt. Quan trọng là mình đánh cho nó bong đặc là được ha. Bánh á, thì Diễm chia ra làm 16 phần bằng nhau. Còn nếu mà mình làm bánh tròn á, thì mình có thể chia đôi, rồi mình cho kem ngay giữa, rồi mình trang trí như bánh kem vẫn được. Để Diễm quay gần bánh cho mình xem. Bánh rất là mềm xốp và đặc biệt khi ăn á, trúng miếng sầu riêng, hấp dẫn lắm luôn. Mình có thể làm sẵn bánh này trước một ngày á, rồi khi ăn á, mình trang trí kem lên vẫn được nha. Mình bọc bánh kính cho nó không có bị khô. Diễm sẽ dùng cái đuôi này nè để Diễm bắt cái phần kem sầu riêng lên trên. Bánh này á, thì Diễm thấy rất phù hợp với lại những bữa tiệc gia đình hoặc là mình muốn làm kiểu như tiệc buffet á. Tại vì mình chia ra từng cái nhỏ nhỏ như vậy nè, giống như mỗi cái phần ăn á, tiện lắm luôn. Cho kem lên á, thì không ăn liền thì mình cứ bảo quản trong tủ lạnh ha. Nhưng mà mình đậy kín để tránh cho khúc bánh nó bị khô. Mình có thể rắc thêm bụng dừa lên trên nếu mình thích nha. Diễm chúc cô chú, anh chị, các bạn và các em thành công với lại món bánh kem sầu riêng này. Nếu mà có thắc mắc gì thì cứ để lại lời nhắn là gửi tin nhắn cho Diễm. Diễm cảm ơn sự quan tâm theo dõi video rất là nhiều. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Chào tạm biệt.